Hai, chào các bạn. Thì sáng nay mình với cha mình đi thăm mấy cái giếng đặc này các bạn. Nước bây giờ rút ở trên vuông thì nó sắp cạn rồi. Mấy ngày nay thì mưa to quá. Mấy cái giếng đằng xa kia thì mình sẽ thăm trước, sau đó quay lại thăm hai cái giếng cuối cùng này. Đấy, để coi có cá không nha. Chứ bữa trước thì cha mình thăm dính cá chép nhiều lắm. Nước nó cạn rồi nè. Nè. Mình đi bây giờ chắc một khoảng tắt nước rồi, không được nhiều. Ở khúc ngoài kia thấy nổi gò đất luôn rồi. Kìa, bây giờ mình sẽ theo cha mình quay các bạn. Thì mương này rút cho nó cạn là mình chuẩn bị bắt. Mấy bữa trước thì mình có làm cái liếc kéo cá ở đây các bạn. Cá nhiều lắm nhưng mà bắt cũng muốn gần hết rồi, bây giờ bắt cá đồng. Ok, bây giờ mình sẽ dừng lại. Cá nó chạy kia giận sống ở đây nổi đất luôn. Trời, quá trời. Giỡn còn biết như cá nè các bạn. Vàng không như vậy. Dậy quá vậy à. Cần nè. Người kia chuẩn bị mưa rồi kìa, trắng trời chứ này. Hôm qua nó mới mưa nguyên ngày, bữa nay nó mưa nữa. Tép dưới này dính ít hả? Cái lóc kia giờ thả nuôi là được. Trời. Tới cái thứ hai, cá chạy gần sông chứ. Trời ơi, rồi cái này ra hết rồi. Bây giờ sáng kia nè, bị gì bên kia nhìn không sao, cá nó chưa ra được đâu. Gracias.
gắn một súng các bạn, gắn vào đường đập nè để vừa chiều. Nó quậy à. Có đựng cua biển, cua già, trời mưa rồi các bạn ơi. Đây là cái thứ ba nha các bạn. Hai cái được chuyện này cá, cái này thấy nó chạy nhiều. Quá trời. Cá các bạn ơi. Ui luôn. Càng dở hết nổi luôn rồi. Quá trời. Ok, bây giờ trời mưa quá thì mình về thôi. Ok, bây giờ gia công đi đổ các bạn. Đổ qua vô bên kia. Do số cá nhỏ quá thì mình không có ăn được, chứ là cũng không có bán được. Bây giờ mình sẽ đem đổ hết qua kia. Giờ thì vẫn còn ăn mưa lâm râm. Ngày hôm nay có mưa rất chiều. Mình sẽ bắt vô cái vỏ thì đổ. Trời mưa quá các bạn, mà các bạn nghe được chút nước. Tét quá giờ tét nó sạch. Sáu con hả? Dạ, tưởng muốn nhiều. Thì giờ anh con chép mà nó đỏ đỏ tí nha các bạn. Con ốc nó quá trời bự. Nó sạch hay sạch gì? Đẹp. Nó sạch bướm. Rô biển đâu ra? Đang kịp. Rồi mình lôi xuồng đi trước đi. Đâu vậy? Rồi về chỗ này kéo qua đầu tép kia. Chờ lại tép cái con thôi còn kéo được.